Cùng trong sáng nay, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đã đi kiểm tra công tác phòng chống bão tại các vùng xung yếu của huyện Phú Vang. Đến kiểm tra tại các âu neo đậu tàu thuyền tại hai xã Phú Thuận và Phú Hải của huyện Phú Vang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hoàng Hải Minh đánh giá cao sự chủ động của các địa phương trong việc triển khai các phương án phòng chống bão số 5. Trong đó đã kịp thời di dời dân đến nơi trú ẩn an toàn, hướng dẫn neo đậu đảm bảo an toàn và thông báo lệnh cấm ra khơi. Huyện Phú Vang đã chỉ đạo các xã vùng biển thông báo và nghiêm cấm người ở lại trên tàu thuyền và các hồ nuôi trồng thủy sản, cũng như ra soát, nắm bắt tình hình, tiến hành đưa các hộ gia đình ở nơi xung yếu lên nơi ở cao, tổ chức cho người dân ăn ở ổn định, nhưng đảm bảo thực hiện nghiêm các nội dung biện pháp phòng chống COVID-19 theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các địa phương cần tăng cường tuyên truyền ngư dân, kiểm tra chăn chống chắc chắn, đảm bảo an toàn cho các tàu thuyền, tăng cường công tác kiểm tra giám sát tại khu vực xung yếu, các vùng trũng để nắm bắt thông tin và chủ động xây dựng phương án ứng cứu kịp thời khi có tình huống xảy ra.